Vâng, rất vui khi được quay lại với tất cả mọi người. Cái nội dung tiếp theo mà muốn giới thiệu với cả mọi người đấy là nhất là về cái Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 thì rất nhiều người muốn hỏi và tôi cũng muốn biết một thông báo, nói một chút thông tin mà tôi biết để đến tất cả mọi người. Hay một cái nội dung mà tôi hy vọng là sẽ hữu ích với một số người. Nếu mà ai mà nắm được rồi thì các bạn cũng thông cảm. Đối với những người chưa biết thì chắc chắn là có thể là cần biết từ cái Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 thì tổ chức ngày nào, thì là qua đây tôi xin muốn nói rõ luôn đấy. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 đấy, diễn ra trong tháng 1 năm 2021 đấy. Đây là có cái quy định đấy, có kế hoạch cụ thể rồi, và ở trung tâm hội nghị quốc gia phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đấy, trung tâm hội nghị quốc gia mọi người nhé. Cái này cũng là khá là gần sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Nếu mà một số người nào mà từng đi xem bóng đá đội của đội quốc gia tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình thì chắc là một số người là đi qua đây rồi đấy, nằm trên trục đường quốc lộ đấy, rất là gần quốc lộ đại lộ Thăng Long đấy. Và cái nội dung tiếp theo mà muốn truyền tải đấy là dự kiến đại hội lần thứ 13 là có 1.590 đại biểu, đại hội 12 thì là có 1.510 thôi. Đấy. Mà cái số đại biểu này thì quy định như thế nào thì là xin giới thiệu luôn này, như như sau đấy. Đây, cứ 12 đảng viên thì sẽ có thêm một đại biểu. Đây là quy định. Đấy, người ta quy định như thế rồi. Như vậy là số lượng đảng viên càng tăng thì đại biểu quốc hội càng tăng. Và nếu mà lẻ ví dụ từ trên vượt quá 6.000 đảng viên thì sẽ có thêm một đại biểu. Đấy, ví dụ 18.001 thì là sẽ có hai đại biểu, là thế cộng hai cái này lại thì sẽ được thêm vào một đảng viên nữa, là hai, xin lỗi các bạn, là cộng thêm một đại biểu nữa là được hai đại biểu. Đấy, cứ vượt lẻ từ 6.001 đảng viên trở lên thì có thêm một đại biểu. Đấy. Cái nội dung tiếp theo mà muốn chia sẻ với tất cả mọi người là nhiều người hỏi tôi, thế thì bà cơ so với các sắp tới đại hội đảng rồi là họp quốc hội các nội dung đấy thì có được tham gia hay không, thì tôi sẽ trả lời luôn cụ thể như sau. Như sau, tại đại hội đảng vào tháng 1 ấy thì là tỉnh Gia Lai là có 18 đại biểu, vừa rồi bầu được 18 đại biểu chính thức. Đấy. Riêng và thị xã Ayunpa thì là không có đại biểu nào được dự đại hội đảng toàn quốc tại thủ đô Hà Nội vào tháng 1 ấy, là không có bất kỳ đồng chí nào được đưa vào. Đấy. Cho nên là đối với bà Cờ So với các thì dĩ nhiên là không được rồi các bạn nhé. Đấy. Không được rồi. Đây là điều bình thường đó, bởi vì bầu cử nó dân chủ là rõ ràng, là chúng ta đã làm rất là chặt chẽ, rất là đúng rồi. Cho nên cái này là đúng rồi. Tôi hoàn toàn là cái này cần thông báo các bạn rõ thế này, không có đồng chí nào thì đương nhiên là Cờ So Burger Cup là không được. Cái tiếp theo là về cái quốc hội, đại biểu quốc hội như nào. Với quốc hội chúng ta nên được thành lập là ngày 1 tháng 6 năm 1946. Nếu mà mọi người mà chú ý lịch sử thì phải biết là đây là ngày tổng tuyển cử đầu tiên của chúng ta đấy. Và hiện tại thì trước đây là có trong nhiệm kỳ quốc hội khóa 14 là có 4 năm 96, trừ đi hai người bị tước đại biểu các bạn biết rồi đúng không, thì còn 4 năm 94 đại biểu đấy. Đấy, sắp hết nhiệm kỳ đại biểu quốc hội rồi, và cụ thể là tiếp theo là quốc hội khóa kỳ 15 này thì ngày 23, dự kiến ngày 23 tháng 5 năm 2021, tức là ngày chủ nhật, là toàn bầu đại biểu quốc hội toàn quốc đấy. Nếu mà bất kỳ đại biểu nào, ví dụ như một số người nói là để bà Cờ So với khắp, rất nhiều người hỏi tôi cái này đấy, có được làm tiếp không, thì qua bầu cử này nếu mà số phiếu tín nhiệm cao, vượt những người cao hơn những người khác thì chắc chắn là được rồi. Mà tôi tin với cái tài năng, với cái đức độ sức trẻ cống hiến thì gì cơ bản là sẽ cao hơn cả nhiệm kỳ trước rồi. Nhiệm kỳ trước là 87 85 hơn 85%, thậm chí là 87% đấy, thì nhiệm kỳ này tôi nghĩ là cao hơn. Mà cao hơn mà ứng cử vào nữa thì chắc chắn là được rồi đúng không ạ. Đấy là một số nội dung muốn chia sẻ cho tất cả mọi người. Thế hy vọng những thông tin vừa rồi là hữu ích cho tất cả bạn. Cuối cùng thì chúc mọi người là có cái sức khỏe thật tốt và luôn luôn thành công và phát triển hơn nữa. Chào.